mối nguy hiểm khôn lường đến từ một doanh nghiệp khai thác đá trong quá trình nổ mìn làm đá văng vào nhà dân, rơi xuống quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc Nam gây mất an toàn. Hân hoan đón chào quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện mỗi ngày của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Chuyện mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là quý vị luôn có sự quan tâm đến những vấn đề đang xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Quý vị thân mến, không khí Tết đang ngày càng trở nên sôi động và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một hình ảnh đặc trưng của mỗi dịp xuân về tại làng trồng đào Nhật Tân. Khác biệt với những năm trước, đào Nhật Tân không chỉ thu hút sự quan tâm của người dân Hà Nội mà còn là sự chọn lựa được yêu thích trên khắp cả nước. Thời điểm này, các nhà vườn đều đang tăng tốc lao động, miệt mài chăm sóc cây trồng với hy vọng mùa thu hoạch sắp tới sẽ mang lại những bông đào to, đẹp nhất, đáp ứng đúng mong đợi của mọi gia đình trong dịp Tết Nguyên đán. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi hành trình của những người trồng đào, những người làm nên vẻ đẹp truyền thống cho mỗi gia đình Việt trong mùa lễ hội quan trọng nhất trong năm. Còn khoảng gần 2 tháng là tới Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các vườn đào Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội đã tất bật vào vụ tuốt lá, chuẩn bị cho công đoạn nuôi mắt cho đào ra nụ, sẵn sàng cho dịp Tết Nguyên đán. Cái khâu tuốt lá là cái khâu quan trọng nhất. Chăm sóc tuốt lá xong ngày này lại khâu cho phụ thuộc vào thời tiết thì tắm tưới. Sau đấy đây là như những cái cây nó bị táp tiếc này này thì tưới nước vào. Tăm bón rồi sửa sang đến chậu lên đôn. Đầu tháng 12 thì bắt đầu là khách đã có nhiều chủ hàng các tỉnh xa ấy. Là cơ sở cũng về đặt hàng để mình cho mua để phục vụ Tết các tỉnh. Năm nay thì xu thế ta lấy toàn đào, gọi là cong đào kỹ thuật, gọi là đào huyền thì bán có dễ bán. Giá năm nay hiện nay là so với năm trước thì đã có nhích lên một chút. Cành đào huyền này loại to, loại cứ loại một đi thì nó khoảng tầm khoảng 2 triệu. Với những người trồng đào Nhật Tân, mong muốn lớn nhất là hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán 2024, mong cho vụ mùa thành công, bỏ công chăm sóc cả năm để có một cái Tết thật đầm ấm và đầy kỳ vọng. Tất nhiên mình làm mình phải kỳ vọng rồi chứ trông chờ mới hết trong giờ thôi. Nếu mà thời tiết ấm thì tờ hoa nó sẽ đẹp. Nếu mà năm nay thời tiết nó báo là xuân sớm ấy, thì hoa thì sẽ hy vọng hoa lại sẽ đẹp hơn. Giá thì cũng muốn là hơn năm ngoái. Đây là thành quả lao động cả một năm thì cũng muốn là làm được bội thu, giá cả nó tắt ấp một chút để thu nhập cho nó khá giả phấn khởi. Không chỉ được ưa chuộng ở Hà Nội, đào Nhật Tân còn được tiêu thụ khắp mọi miền đất nước. Do đó, cận Tết, các nhà vườn đều tăng tốc lao động miệt mài để mong có một mùa thu hoạch bội thu và có những cây đào to, đẹp, phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền. Chương trình Chuyện mỗi ngày sẽ tiếp tục với những sự việc đáng chú ý về tình hình an ninh phố phường trong cụm tin Hôm nay có gì? Theo thông tin mới nhất cập nhật từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, tàu cảnh sát 8005 đang tích cực tìm kiếm 5 ngư dân trên tàu cá Phú Yên mất tích do gặp nạn trên vùng biển Khánh Hòa. Theo đó, mặc dù thời tiết trong đêm 23 tháng 12 và 24 tháng 12 trên vùng biển Khánh Hòa diễn biến xấu, sóng to, gió lớn khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, nhưng tàu cảnh sát biển 8005 và các lực lượng vẫn đang tiếp tục triển khai các hoạt động tìm kiếm khẩn trương, tích cực. Trước đó, tàu cá mất tích mang biển kiểm soát PI96121TS của ông Trần Văn Hiệp, 51 tuổi, trú thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Trên tàu có 5 người, bao gồm thuyền trưởng và 4 thuyền viên. Theo thông tin ban đầu, tàu PI96121TS đánh bắt cá ngừ đại dương, đang trên hành trình từ vùng biển Trường Sa trở về cảng Phú Yên. Khi đến vùng biển cách mũi đôi 2,7 hải lý, tàu bị phá nước và chìm, thuyền trưởng đã phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp. Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện bắt giữ hơn 1 tấn pháo nổ tại thôn Làng Hạ, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng. Đây là vụ bắt giữ pháo nổ có số lượng lớn nhất từ đầu năm 2023 đến nay trên địa bàn tỉnh. Đối tượng bị bắt giữ là Vi Thị Huệ, sinh năm 1985, trú tỉnh Lạng Sơn. Thu giữ trên xe ô tô của đối tượng này và trong kho 72 bao tải, được bọc kín bằng ni lông, bên trong chứa 767 dàn pháo hoa nổ, loại 36 quả trên một dàn, tổng trọng lượng 1.101,3 kg, loại pháo do Trung Quốc sản xuất. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2023, đối tượng đã mua số pháo trên của nhiều người, nhiều lần khác nhau tại các khu vực biên giới gần cửa khẩu Na Hình, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, bằng xe khách hoặc xe cá nhân.
sau đó đem về cất giấu vào kho và dùng các bao phân đạm để cất giấu pháo, sau đó đem đi tiêu thụ khi khách có yêu cầu. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán từ ngày 15 tháng 12 đến nay, Công an Lạng Sơn đã bắt 5 vụ, 7 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ, thu giữ gần 1,2 tấn pháo các loại. Thông tin từ Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ hình sự với Võ Hoài Phương, 22 tuổi, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, Long An để điều tra mở rộng xử lý về việc chở pháo lậu. Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 24 tháng 12, đội cảnh sát kinh tế huyện Bến Lức phối hợp với Công an xã Phước Lợi tuần tra trên đường liên ấp 23, xã Phước Lợi. Lúc này, phát hiện Phương đang điều khiển xe mô tô 62G1-15054. Trên xe chở một bao hàng ở trước xe, nghi vấn là pháo nhập lậu, lực lượng công an ra tín hiệu dừng xe, thì Phương bỏ chạy. Lực lượng công an truy đuổi đến đoạn đường thuộc ấp 2, xã Phước Lợi thì dừng xe, tiến hành kiểm tra phát hiện bên trong bao có 8 dàn pháo hoa và 300 viên pháo bi. Cơ quan công an tiến hành xác định nhanh, trọng lượng số pháo Phương đang vận chuyển là 16kg. Quá trình làm việc, Phương khai nhận đang đem số pháo này để đi bán thì bị kiểm tra. Lực lượng công an truy xét nhanh và thu giữ thêm 17kg pháo do Phương đang tàng trữ và toàn bộ số pháo này là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vừa khởi tố 5 đối tượng về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, trục lợi hơn 1,1 tỷ đồng. Các đối tượng này đều thường trú tại tỉnh Nghệ An, làm việc tại các phòng khám khá nổi tiếng trên địa bàn huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. Trong đó, đối tượng NTH, sinh năm 1983, là cầm đầu đường dây. Nhận thấy quá trình chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng bị gãy xương khá dễ dàng nên đã nảy sinh ý định làm giả hồ sơ bệnh án để trục lợi. Đối tượng Hát móc nối với các khách hàng do mình quản lý và đưa ra quyền lợi được hưởng khi làm giả hồ sơ bệnh án nên nhiều người đã đồng ý. Bằng các mối quan hệ quen biết, Hát móc nối với 4 đối tượng còn lại để thực hiện hành vi phạm tội. Với mỗi hồ sơ bệnh án bị gãy xương sẽ được công ty bảo hiểm chi trả từ 30 triệu đến 150 triệu đồng. Khi không có người bệnh thực tế, các đối tượng móc nối với một số cán bộ công tác tại cơ sở y tế có chức năng chụp hình X-quang để chỉnh sửa ảnh phim, ký vào các tài liệu khống. Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng đã làm giả 15 bộ hồ sơ bệnh án, thực hiện 22 yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Manulife Việt Nam, với tổng số tiền được chi trả là hơn 1,1 tỷ đồng. Điều tra mở rộng các hành vi sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm thủy nội địa, mới đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố, khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Phạm Hoài Hà, Giám đốc Chi cục Đăng kiểm tỉnh Long An và 8 người khác liên quan. Qua kiểm tra thực tế, tại nhiều xưởng sản xuất phương tiện thủy nội địa trên cả nước, Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định một số người nhận tiền để bỏ qua các lỗi, điều kiện cần thiết để đánh giá năng lực các xưởng đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 19 tháng 12 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố, khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 9 bị can liên quan tới sai phạm, tiêu cực trong cấp đánh giá năng lực xưởng và các hành vi tiêu cực liên quan về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có ông Phạm Hoài Hà, Giám đốc Chi cục Đăng kiểm tỉnh Long An và 6 bị can là cán bộ, nguyên cán bộ của các chi cục đăng kiểm, phòng tàu sông thuộc các cục đăng kiểm Việt Nam. 2 bị can khác là giám đốc các doanh nghiệp trong lĩnh vực tàu thủy. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ sai phạm của các đối tượng trên để xử lý nghiêm theo quy định. Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ Lê Thanh Tâm, 23 tuổi, ngụ xã Quảng Khê, huyện Đắk Lắk, huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Nông để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, rạng sáng ngày 23 tháng 12, anh Nguyễn Thế Anh, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, đi xe của một hãng từ thành phố Bảo Lộc về huyện Đức Trọng. Khi đến địa phận huyện Di Linh, anh Thế Anh xuống xe về nhà thì phát hiện để quên cái túi trên xe. Anh Thế Anh đã gọi điện vào đường dây nóng của nhà xe để trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Đến sáng cùng ngày, nhà xe này chi nhánh ở huyện Đức Trọng thông báo cho anh Thế Anh đến nhận lại túi sách. Khi kiểm tra lại tài sản, anh phát hiện bị mất một điện thoại iPhone và một iPad nên tiếp tục đề nghị nhà xe hỗ trợ. Tuy nhiên, nhà xe cho biết làm việc với tài xế và phụ xe của chuyến xe nói trên thì cả tài xế và phụ xe khẳng định không có hai vật dụng nói trên. Đến sáng cùng ngày, anh Thế Anh phát hiện điện thoại của mình mở nguồn nên vào iCloud theo dõi. Sau khi chiếc điện thoại của mình về thành phố Hồ Chí Minh theo lộ trình di chuyển của hãng xe, nên anh Thế Anh tiếp tục cung cấp thông tin và đề nghị hãng xe hỗ trợ. Tuy nhiên, anh không nhận được sự phản hồi. Bức xúc vì tài sản của mình bị mất, anh Thế Anh đã trình báo phòng cảnh sát giao thông Lâm Đồng. Đến 23 giờ, khi chiếc xe di chuyển đến địa phận huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng, cảnh sát giao thông đã dừng chiếc xe khách. Làm việc với công an, phụ xe tên Lê Thanh Lâm nhanh chóng khai nhận hành vi của mình.
sáng ngày 24 tháng 12, một đại diện của bến xe này ở thành phố Đà Lạt đã xác nhận vụ việc và cho biết Lâm đã bị bắt và công an huyện Đức Trọng đã di lý về cơ quan này để điều tra. Câu chuyện của tiểu mục Chịu Sao Cho Nổi hôm nay thì có liên quan đến mưa đá. Mưa đá hả? Mấy ngày nay thì có thông tin về mưa đá đâu nha. Nơi nào đang bị thiên tai đe dọa hay sao đây Hải Vân? À, mưa đá này không phải là mưa đá thật, không phải thiên tai, mà là nhân tai gây ra bởi một doanh nghiệp khai thác đá. Trong quá trình nổ mình làm đá văng vào nhà dân, rơi xuống quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc Nam gây mất an toàn. Cụ thể là doanh nghiệp nào về Hải Vân? Đó là mỏ đá vôi của công ty cổ phần đá Hoàng Mai, công ty Hoàng Mai tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Vì vị trí mỏ ngay cạnh quốc lộ 1A nên mỗi lần nổ mình phá đá, làm đá văng vào nhà dân, rơi xuống mặt đường quốc lộ 1A. Ngoài ra, nhiều tảng đá lớn nằm chênh vênh trên núi, chực chờ lăn xuống, dù sát đó là tuyến đường sắt Bắc Nam. Ngay đầu tháng 11 năm 2023, quá trình nổ mình tại mỏ đá này cũng đã làm rơi đá xuống quốc lộ như mưa. Ôi trời, nguy hiểm quá. Thế thì chính quyền địa phương đã có phương án gì đây Hải Vân? Ủy ban Nhân dân thị xã Hoàng Mai đã chỉ đạo các phòng, ban ngành liên quan tổ chức kiểm tra, làm việc với công ty Hoàng Mai. Song địa phương không có chuyên môn, phương tiện, máy móc, thẩm quyền để kiểm tra và xử lý các vi phạm trong sử dụng vật liệu nổ, hoạt động nổ mình tại mỏ đá của công ty này. Địa phương đã báo cáo và đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra. Thế thì cơ quan chức năng của tỉnh đã kiểm tra hay là chưa đây? Qua kiểm tra của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An, mỏ đá trên có nhiều vi phạm như khai thác mong phía Bắc chưa đảm bảo phù hợp với thiết kế kỹ thuật khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai đã được phê duyệt. Chưa thực hiện đầy đủ một số nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Chưa có đầy đủ hệ thống xử lý bụi đá, chưa có thiết bị lọc, cặn bụi, chưa thu bụi bằng túi lọc trong quá trình khoan nổ mình, chưa trồng cây xanh. Cũng theo kết quả thanh tra, công ty Hoàng Mai chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ nguồn chất thải nguy hại trong quá trình khai thác khoáng. Còn về phía tỉnh, trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã có văn bản yêu cầu công ty này di chuyển trạm xay đá và nguyên vật liệu ra khỏi phạm vi 10 mét tính từ hành lang đường sắt trước ngày 15 tháng 5 năm 2021. Sau đó, Ủy ban Nhân dân thị xã Hoàng Mai nhiều lần đôn đốc nhưng phía công ty Hoàng Mai chưa chấp hành. Thiết nghĩ bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, cơ quan chức năng cần có chế tài xử lý nghiêm đối với những sai phạm tại mỏ đá của công ty Hoàng Mai. Mặt khác, chính quyền sở tại cần phát huy vai trò giám sát, đảm bảo việc thực hiện, tránh những sự việc không may xảy ra. Tiếp theo chương trình, đột nhập vào nhà dân để trộm, tên đạo chức chê xe máy chỉ lấy xe điện. Tiểu mục Cửa sổ hạnh phúc, giữa khuôn viên bệnh viện, các bác sĩ đã cất vang giọng hát dành đến những người bệnh nhân tại đây. Thưa quý vị, giả vờ ngồi chơi rồi trộm luôn chiếc xe máy sẽ là phần nội dung mở đầu tiểu mục Tai Mắt Phố Phường hôm nay. Vụ việc được ghi lại tại tỉnh Đắk Lắk. Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến sự việc. Lúc này có 3 thanh niên đến tiệm xe máy trên đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, giả vờ ngồi chơi trên ghế đá trước tiệm. Sau khi quan sát thấy chủ nhà đã đóng cửa, đường vắng, 3 thanh niên đã manh động trộm một xe máy để ngay trước tiệm. Theo chủ xe, cách đây vài ngày, thường thấy nhóm này đi qua khu vực nhà, thỉnh thoảng cũng ngồi chơi ở ghế trước nhà nên chủ quan không để ý. Tối hôm đó do có việc nên để xe trước tiệm chưa sắp vào nhà, đến khi ra thì đã mất xe. Bất chấp chủ nhà ngủ bên trong, gã trộm vẫn liều lĩnh đột nhập vào rồi lấy trộm luôn chiếc xe. Người dân lưu ý ban đêm ngoài khóa cửa thì cần cài thêm hệ thống báo động, tránh kẻ gian cậy khóa vào. Vụ việc xảy ra tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Qua trích xuất camera an ninh cho thấy một đối tượng nam trùm kín sau khi cậy khóa đã đột nhập vào trong. Thay vì lấy xe máy bên ngoài, gã này lại chọn lấy chiếc xe điện rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tiếp tục là tình huống cho thấy sự manh động của những kẻ trộm hiện nay, thưa quý vị. Mặc dù có chủ nhà bên trong, thế nhưng kẻ trộm vẫn phối hợp với nhau vào nhà dân một cách ngang nhiên. Theo đoạn clip camera an ninh nhà dân ở tỉnh Bình Thuận ghi lại cho thấy, lúc này là rạng sáng, thấy nhà dân cửa trước mở nên hai đối tượng chạy xe tới thăm dò. Sau đó một tên ngồi xe ở ngoài đợi sẵn, tên còn lại xông vào bên trong. Tên này đã lấy trộm 6 triệu đồng, một chiếc điện thoại và một số giấy tờ. Khi gia đình phát hiện chạy ra truy đuổi, thì tên này đã nhanh chân leo lên xe đồng bọn tẩu thoát trước sự bất lực của mọi người. Yeah.
Quý vị thân mến, một khoảnh khắc tràn ngập tình thương và âm nhạc ngay tại khuôn viên bệnh viện sẽ là nội dung trong tiểu mục Cửa sổ hạnh phúc. Trong buổi chiều muộn hôm ấy, những người bác sĩ tận tâm đã quyết định mang niềm vui và sự an ủi đến với những người bệnh nhân đang điều trị tại đây bằng lời ca tiếng hát. Với lời bài hát Hát Mãi Khúc Quân Hành, những giai điệu truyền tải không chỉ là âm nhạc mà còn là tâm huyết, lòng yêu nghệ thuật và tình cảm đặc biệt của người bác sĩ. Lời ca như một bản hòa nhạc tình người đưa những bệnh nhân tạm rời xa những khó khăn, thử thách của cuộc sống hàng ngày. Và nào hãy cùng lắng nghe và cảm nhận không khí ấm áp ngọt ngào được tạo ra bởi những nốt nhạc và tình thương quý vị nhé. Tin rằng trong từng giai điệu sẽ có một chút an ủi và niềm hy vọng truyền đến trái tim đang hàng ngày điều trị bệnh. Mới đây, chương trình giai điệu kết nối yêu thương đã được Bệnh viện Quân y 175 tổ chức nhằm hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần cho người bệnh đang điều trị nội trú. Hơn 2 tháng ròng rã điều trị ung thư, ông Trần Văn My, 55 tuổi, quê Trà Vinh, cảm thấy nhớ nhà, mệt mỏi và bức bí. Tuy nhiên, khi biết tại bệnh viện có ca sĩ đến biểu diễn ca nhạc, ông nhờ người nhà đẩy xe lăn xuống sân để được thưởng thức. Tôi thấy cái bệnh viện 175 này thì đúng là đội ngũ bác sĩ và mấy cô điều dưỡng cũng rất tốt với bệnh nhân. Chú thấy chú cũng hài lòng. Hôm nay thì mấy bác sĩ với cô điều dưỡng cho các bệnh nhân trường hợp như chú rồi xuống để xem dự lễ ca nhạc của chương trình. Đội bệnh nhân của các chú thì thấy nó cũng phấn khởi trong cái tâm hồn, nó vui vẻ. Ý nghĩa của chương trình thì đã thể hiện rất là rõ trong cái tên của chương trình, đó là giai điệu kết nối yêu thương. Chúng tôi muốn mang cái giai điệu mà chúng tôi đã dành tất cả tấm lòng hướng về tất cả bệnh nhân bằng tất cả tình yêu thương. Đó là cái chủ đề giai điệu kết nối yêu thương và cái thông điệp mà chúng tôi muốn mang đến. Chương trình với mong muốn tiếp thêm động lực, tinh thần cho người bệnh đang chiến đấu với bệnh tật. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp gắn kết giữa người bệnh với các y bác sĩ. Đồng thời, thông qua lời ca, tiếng hát cũng giúp các y bác sĩ vơi đi sự mệt mỏi, căng thẳng, từ đó phục vụ người bệnh tốt hơn. 30 phần quà, mỗi phần trị giá 1,2 triệu đồng đã được trao tặng cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị. Ngoài ra, trong chương trình, các y bác sĩ còn trình diễn thời trang là bộ sưu tập đồng phục mới của bệnh viện. Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người bác sĩ, điều dưỡng, người đã chia sẻ tình yêu và âm nhạc với những bệnh nhân, tạo nên những khoảnh khắc đầy ý nghĩa và động lòng. Điều này tiếp tục là minh chứng cho sức mạnh của nghệ thuật trong việc làm dịu những cơn đau và mang lại sự hy vọng. Hy vọng rằng những câu chuyện và hình ảnh vừa rồi đã tạo nên những dấu ấn đáng nhớ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện Mỗi Ngày hôm nay cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào lúc 6:30 và phát lại lúc 16 giờ trên kênh BBTV1. Đồng thời chương trình cũng được phát trên BBTV2 vào lúc 7:30 và phát lại lúc 18 giờ Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đăng ký theo dõi kênh YouTube Truyền hình Bình Phước để được cập nhật tin tức mới nhất.